Đập vô đầu em đi. Trời ơi. Trời ơi, coi chừng bị cháy kìa, coi chừng bị khét kìa, khét kìa. Anh ơi, cái miếng đi kêu này nó hay quá. Trời ơi, con của mẹ đó. Ok. Chị em ta là gì nào? Chị em ta là một gia đình. Một gia đình là chưa hết mình. Chị em ta là một gia đình. Một gia đình là chưa hết mình. Lên nhà lấy cơm nhà, bắt con gà là bắt con gà, bắt con gà là bắt con gà, lên nhà lấy cơm nhà, bắt con gà là bắt con gà, lên nhà là bắt con gà. Kiếm ta là cái gì nè? Lên nhà. Trước mặt các bạn là hai cái hố đã được che lại. Với thử thách tiếp theo, cần các bạn phải tỉ mỉ, khéo léo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho mỗi đội hai cục đá lạnh. Bên trong có chứa những ống cơm lam. Mỗi thành viên sẽ nhận một dụng cụ dùng để đập hai cục nước đá. Đội nào lấy hết được các ống cơm lam ra trước là đội thắng cuộc. Rồi bây giờ, ở trước mặt tôi là đang có hai bộ dụng cụ. Các bạn có thể chọn. Ai chọn bộ nào ạ? Thời gian đập đá dành cho các bạn bắt đầu. Vô. Chơi chưa chị? Rồi chú tay mỏ tới em liếm đi. Ra để em. À da rồi. Trời ơi chết tôi rồi. Không gãy đạo cụ luôn. À da. Chết rồi. Rồi. Đây cơm lam nè. Nó là món quà gì? Đây nó của Bốn Thanh luôn nè. Để anh chỉ cho. Được cái này, cái món này. Ê, cái đó được vậy? Đẩy. Đó. Đẩy là nước rồi, nước rồi em ơi. Đi đưa qua để cho em đập với. Trời ơi. Ê. Ok chưa? Dùng dụng cụ nha. Lỡ rồi, 1-1. Đập vô đầu luôn đi, em đập vô đầu em đi. Ra ai biểu chị không bóp thì thôi. Em đập vô đầu em đi. Ok. Đập vô đầu em đi. Hey. Dù là hey. Hey. Là đau. Đau. Hey. Đau. Trời ơi. Ok nha. Đổi chiều. Đổi chiều anh ơi. Đúng rồi, đá. Đây, ok đúng không? Ok. Anh em ơi. Ủa, chú Sáu. Ơi. Cái muỗng của chú kỳ vậy? Ừ, muỗng của chú bị tan nát rồi. Gãy muỗng rồi. Ừ, gãy hết rồi, không còn cái gì. Lật qua kia cho anh. Ok anh yêu ơi. Rồi đây, chiến thắng sẽ về với ta. Đánh em ơi, hãy tưởng tượng đây là kẻ địch của chúng ta. Hiếu thứ hai. Ngô Kiển Huy. Ai da, trời ơi, sao cô luyện đá tôi? Hãy đu anh đây cho anh. Chở đi em ơi, coi chừng bị cháy kìa, coi chừng bị khét kìa, khét kìa. Anh ơi, cái miếng đi kêu này nó hay quá. Trời ơi, con của mẹ đó. Ok. Chị em ta là gì nào? Chị em ta là một gia đình. Một gia đình là chưa hết mình. Chị em ta là một gia đình. Một gia đình là chưa hết mình. Lên nóc nhà là bắt con gà. Bắt con gà là bắt con gà. Bắt con gà là bắt con gà.
Chị em ta là cái gì nè? Lên nóc nhà, lên nóc nhà. Quay lại. Bỏ cho mấy cây. Miếng bỏ tẻ mấy kia luôn. Chị em ta là cái gì nào? Chị em ta là một gia đình. Chị em ta là cái gì nào? Chị em ta là Bên đó làm gì vậy? Đập đá. Ủa xong hết rồi. Ủa bên đó không có khéo léo hả? Giang ba chỉ bên đó làm rồi Giang ơi. Thôi phải sáng dạ mới chỉ được. Anh em nghệ sĩ chúng ta hoạt động với nhau, có nhiều tim người yêu quá ở trong này. Người yêu quá theo đường ai đào, Quạt cho tay nè, thiệt ca da. Rồi, xong rồi. Nói gì nữa? Đội chiến thắng ở thử thách này tiếp tục lại là đội của Đức Thịnh, Trường Giang, Ngô Kiến Huy và Hiếu thứ hai. Các bạn sẽ nhận được phần thưởng là cơm lam và lạp xưởng. Bây giờ mình mới thấy tàn tật chơi không lại thiệt. Không sao, chúng ta vẫn còn một thử thách. Phần thưởng là món gì thì dùng món đó, đừng lo. Đúng sao? Có gì ăn đó. Các bạn đã hoàn thành thử thách rất nhanh, nhưng hố to chưa đủ đá lạnh. Xin mời thiết kế hiện trường cho thêm đá và nước vào. Dừng. Ủa? Dừng vậy? Dừng. Bây giờ mỗi đội sẽ cử ra một người kiên cường nhất. Bên đội tôi ai mà đã sống nhiều nhất, kinh nghiệm nhiều nhất, bên đội tôi là ai? Đức Thịnh. Anh Thịnh. Nếu mà đó là anh Thịnh thì bên đây là tôi. Bên em là em đúng không? Là em. Quái cái trưởng. Đúng rồi, đúng là quái cái trưởng. Là gì? Là mệt quá. Quái ca trưởng. Quái ca trưởng. Chúng tôi không chọn anh Thịnh nữa, bởi vì khả năng tụt huyết áp cao. Chúng tôi chọn Hiếu Thị Hai. Hiếu Thị Hai. Hiếu Thị Hai hả? Chết em rồi. Hiếu ơi, vậy em không biết khả năng thiền của tôi rồi. Thử thách thứ ba đó là các bạn sẽ nằm trong chiếc bể nước đá. Ơi lạnh lắm luôn á. Ai chịu lạnh không nổi lên bờ trước là thua. Đây là bài kiểm tra về sự kiên cường của Nam Nhi. Không có đâu em ơi. Em ơi, hồi mạch máu em đang mở ra, em nằm xuống là nó co lại là thỏ đó. Đúng rồi, sai rồi. Chuyện của em anh ơi, đúng là quái nhưỡng. Quái nhưỡng. Tại vì sao tụi em có bị gì, tụi anh phải bỏ thời gian đi vô bệnh viện, mệt lắm, mất thời gian. Cả tụi em, đúng là quái ca trưởng. Quái ca trưởng. Điên mời hai tráng sĩ xuống hồ luyện công đi. Anh đoán là Lâm khoảng 3 phút rồi. Thôi anh đừng có đoán anh ơi. 3, 2, 1, vô. 2, 1, vô. Đi xuống. Em đứng thôi, để bên kia làm đi, đừng không kệ đi. Đau luôn rồi. Ngu si quá, đúng là quái ca trưởng. Quái ca trưởng. Tăng Anh em ơi, khúc này là tôi tấu hề không được. Cái miệng tôi bắt đầu ú ao lớn và cứ nhạc nhạc rồi. Tiếp theo xin mời hai bạn ngồi xuống. Ngồi. Hiếu ơi, em không lại tôi đâu. Chị dạo này chồng chị có kêu giặt vớ giặt giày gì không? Không. Anh lạnh quá vậy, anh lạnh quá vậy. Hiếu không những là đẹp trai mà còn thông minh nữa, tại vì á mình tập trung ý chí á, nó chiến thắng tất cả. Đau quá, tôi nó biết nè. Hai cái bạn em xả rồi, không mặc nước rồi. Nhúng nó xuống. Nào, em hãy cố gắng lên. Hãy nhớ những lúc mà em đi sửa sắc đẹp đó. Đúng. Sửa sắc đẹp nó đau cỡ nào. Em ơi, tôi biết em bị căng cơ. Và cũng may là tôi là một người chuyên gia căng cơ. Được. Ôi. Anh ơi. Em ơi, em đừng có cản trở bên tụi tôi. Đúng rồi.
Em làm gì vậy? Em làm đội tôi bị mất sức đó. Tiếp theo, xin mời hai bạn nằm nghiêng mình. Rồi, nằm xuống. Nằm đi em. Nằm lại đi. Nằm đi em. Nằm nghiêng quá. Nằm nghiêng đi. Ây da. Thả người xuống. Nằm nghiêng. Lê Vũ Lâm và Hiếu Thứ Hai ai đẹp hơn? Nằm nghiêng sao? Đi em ơi. Đúng là quá cái chữ. Lâm ơi, còn ba đứa con nhà nữa. Lâm ơi, em bút vô cái. Đừng gì thắng một cuộc chơi mà thua cả ông đời. Không, đồng đội em đói rồi. Ba đứa con ai lo? Cho dù em có chết đi chăng nữa. Trời, kéo chân Lâm kéo rồi đây nè. Ờ, cái gì đó gãy rồi hả? Lâm ơi, ba đứa con đứa nhỏ biết em chưa? Biết ba nó là ai chưa? Trời ơi, chưa. Biết rồi. Đau quá em bị sản rồi. Đứa nhỏ kêu được ba chưa? Nó mới biết đi rồi. Biết đi à? Đây. Để đây ăn gian. Mình gian gian rồi. Ăn gian. Mình gian rồi. Sao tài sản để cho Quỳnh cho ai? Dạ cho Quỳnh. Cho Quỳnh. Đây là chồng sau của Quỳnh. Điên loạn. Sau này nếu có kiếp sau, em xin muốn gặp Hiếu Thứ Hai. Buổi thứ hai hả? Thứ hai. Làm trời ơi, người ta thành Phật thành tiên rồi kìa. Trời ơi, đắc đạo rồi. Trời ơi. Hãy cố lên đi em Linh ơi. Linh là bệnh đó, mai là... Không, em bệnh em đi cũng kệ em. Anh ơi, cố lên em. Bà thích gà, thích hay quay. Em thích quay. Thích hay quay hả? Quay. Sao trắng hay sao đậu xanh? Em ăn xôi bảy vị. Gói ghém lại đi, tới giờ xuống rồi. Lâm ơi, em mệt. Xuống vậy? Không. Mệt. Anh ơi, anh kiểm tra bên kia chừng nó ăn gian nha anh ơi. Anh lật qua. Điểm đàng hoàng. Anh lật qua. Giờ nó mới mất cảm giác rồi đó. Giờ bị mất cảm giác. Quay qua bên đây, quay qua bên đây. Ừ, đổi bên. Đổi bên được mà. Tôi muốn úp mặt xuống, Tôi muốn úp mặt xuống, muốn đầu xuống, em chơi với tôi không? Nào, em với anh cũng gặp nhau trên đó thôi, Ờ, Hiếu ơi. Rồi, úp cái mặt xuống. Thiệt á hả? Đúng đầu xuống, em làm được tôi không? Nè. 1, 2, 3. Trời ơi, các em giỏi quá. Rồi, dịnh chân lên giùm kìa. Các em như thiên thần. Có trồng chuối không? Rồi, đưa chân lên đúng không? Không. Lệnh quá vậy. Ai biểu chơi đạo, ban tổ chức có bắt đầu Hiếu. Chờ cho anh làm anh biết. Điên rồi. Lâm bỏ chân xuống rồi, mày bỏ chân xuống rồi. Lâm, giờ ấm cái mặt xuống luôn. Bây giờ cả hai sẽ nằm nhúng nguyên người. Nguyên người kìa. Nguyên người, ngửa lưng. Ấn luôn. Vô, 2, 3, ấn. Rồi, teo héo luôn. Blang. Hai đứa nói chuyện nhau đi. Em xoay vòng vòng cho khách nhìn đi người ta nể đi em. Xoay vòng vòng. Nè, uống lượng. Đúng rồi. Nàng tiên cá kìa. Nàng tiên cá. Trời ơi. Wow. Tiên nữ ơi. Em đẹp quá trời. Qua khi ngâm chung luôn. Qua khi ngâm chung luôn. Sao vậy cả? Rồi thôi được rồi, ban tổ chức thua. Đúng ôm bà Thám Xuân. Rồi. Tôi không muốn ngày mai đưa ai đi bệnh viện. Tôi muốn chờ hôm nay là game cuối. Ê, có khi nào đội thắng cái lát được về chén nước tương không? Chén nước tương chết. Em còn sống hết. Ủa lâu em mới sống hết được bao nhiêu năm đâu, anh sống lâu rồi. Vậy là tôi thắng. Đúng rồi. Anh em không được phục vụ tôi. Em thắng rồi. Không ai thương tôi cả. Em thắng rồi. Ban tổ chức rất nể phục trước sự kiên cường, ngang tài ngang sức của hai bạn. Nên chúng tôi quyết định cả hai đội đều có phần thưởng là thịt nướng. Nhờ Lâm. Lâm ơi, em hay quá Lâm ơi. Đội bên anh Đức Thịnh, các bạn thắng được 3 thử thách. Nên các bạn sẽ có được đầy đủ cả 3 món. Bên cạnh đó các bạn còn nhận được chứng nhận phối hợp đồng đội. Xin chúc mừng các bạn. Wow, tham gia quá cái được.